Và xin chào bà con. Thì hôm nay thì em là Lê Quang ha, cũng mà xin thưa với bà con thì hôm nay thì em cũng đến nhà của chỗ anh Thiện. Đấy. Ở thôi giờ để cho anh Thiện ảnh giới thiệu đi hết bà con ha. Thôi anh Thiện, anh có thể giới thiệu cho mình bà con mình biết là anh ở đâu, ở nơi nào không anh, để cho bà con mình nắm rõ hơn ạ. Tôi ở mà khu vực trường tổ 2 ở xóm Cá Bảo, xóm Bảo này nè. Dạ. Anh Thì xóm Cá Bảo hả anh? dạ. Dạ. Thì trong cái thời gian mà anh xài phân thuốc ở đại lý Ngọc Nông anh, thì hôm nay thì anh cũng có gọi em qua là nói về vấn đề mà mình làm cái vụ mùa nghịch á, thì em thấy mặn mình làm là cũng quá đạt hiệu quả, thì nó cũng có bông đó anh, thì anh cũng có thể là chia sẻ cho em cái bí quyết nhỏ nhỏ để cùng với bà con mình chia sẻ trên YouTube để cho bà con mà nắm rõ về cái vấn đề làm nghịch mùa mà để chúng ta giữ bông trong cái mùa này không anh, là lý Cái do này mà anh cũng như là giai đoạn giữ bông đi ha. dạ anh có nói về đoạn giữ bông thôi, để anh xài cái gì ở đại lý Ngọc Lúc Nông á, cửa hàng á. thì có lúc đầu thì khoảng cỡ cuối tháng 5, khoảng 20 tháng 5 Dạ. thì tôi có mua là 4 bao lăng, tôi giải là vừa hái xong rồi là hoặc là tôi giải liền luôn, Dạ. tôi giải liền tôi xử lý rồi khoảng có 10 ngày sau tôi tưới lại là 4 kg 86 lần Dạ. bịch đó Là gói của ha, của của canxi đó. canh chi ha, rồi. Tôi tưới rồi quay lại ngày sau là tôi xịt 2 kg phát lo, 2 kg lần 86 Anh cầm luôn, đi canh cầm này đi anh. Anh cứ nói đi bình thường. 2 kg lần 2 kg phát lo, 2 kg lần 86, và khoảng cỡ 7 ngày sau tôi rồi tôi mới xịt lại là 2 kg 16 10 10 với 2 kg lần 86 luôn, Vậy đấy ha, là mình quýnh hai cử liền. hai cử liền luôn, rồi thêm cử thứ ba nữa cũng vẫn 2 kg mà 16 10 10 với 2 kg lần luôn, là tổng cộng là 3 cử rồi. Ba cử ha. Là tới cửa cuối bắt đầu thấy nó lún lún là như cửa gà vậy đó, Dạ, cửa gà cứ như thế nào đâu, anh có thể chỉ rõ hơn cho bà con mình biết không anh? Ví dụ như đây, đây nào có được đâu không? Nè. Hay là lún cái kia, lún nhỏ hơn nhỏ ha. hơn cái này cũng như nó À như đây nước nè, đây rồi. nè, đây anh trai, đây quẹo quay đi giúp em chỗ coi. À lún vậy ha. Nó lú khoảng vậy nè, Dạ. là tôi mua thì cái vậy như là Đà, đó, vậy ha. ở 2 kg 16 10 10 Dạ. dư 2 kg siêu kích bông là tôi xịt cho 700 lít nước, Rồi. 700 lít ha. là tới giai đoạn hỏng là bông nó nhỏ, nó nhỏ hơn ở cái bông này Dạ. tôi mới mua thêm hàng Nanogon. Nagogon này với với chai siêu kali kẽm, À, về hai ngày là là anh có phối hợp. hai chai này với 1 kg này Cái này. là lúc ở ngay cỡ mưa bão bão đó, là sáng ra tôi đi xe tôi rửa tới tới bây giờ luôn đó. Dạ, giữa tới giờ luôn ha anh ha. Thì anh rửa như vậy là hai thằng này là anh cho em bao nhiêu lít nước hàng này nè? Một Bảy ký này với hai chai này. theo đúng ra hàng này xịt tới 1.000 lít nước mà tôi xịt 700, mà À vậy ha, rồi 700 mà 700. hai chai này Hai chai này là anh cộng chung vô cộng là chung rửa vô. bông, thì sau khi mà anh rửa bông thì đến giai đoạn này đó thì bà con hãy nhìn ha bà con ha. Thì cái bông của nó rất là đẹp nè bà con. Thật sự là mình nói luôn đây nè ha, người thật việc thật luôn bà con. Bông rất đẹp mà nó rất là nhìn là nó rất là có lực ha bà con. Tại vì cái dòng này nè bà con, cái dòng này là cái nano này nè bà con, nó rất là hay, nó là giống như là áo giáp vậy đó, nó là một thứ áo giáp kẽm, và bên cạnh áo giáp kẽm này á, thì nó có một cái gọi là siêu kali kẽm. Kali này á, thì bà con cũng biết rồi, kali là nó làm cho cái lá này nè bà con nó mau già, nó khi mà phun lên lá rồi đó nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cái nhóm mà vừa mới mới nhú ra, thí dụ như thường thường á ăn phước á, thì nó vừa ra bông và nó sẽ Đúng ra lá, đúng rồi, anh đi thì đọt khi theo. đi đọt theo thì chúng ta cộng cái kali kẽm này và cái thằng nano gold này thì nó sẽ làm cho cái lá nó mau già đi, mau già đi thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cái thằng đạm, cho nên là nó hạn chế được rất nhiều về cái vấn đề cũng hả bà con. Thì khi mà cái tháng mưa nhiều á thì bà con nên xài cái này hai cử, nếu mà xài được hai cử là quá yểm phải không anh, Đúng rồi, cái này phải hai cử là quá yểm phải không xài anh, 2 cử là đạt luôn đó, đạt luôn ha. là khoảng giữ được nó khoảng cỡ 70 tới 80% đó, nếu mà giữ lương được luôn đó, Vậy vô đi cả ha, vậy anh Thiện ha, mưa dầm luôn á. mưa dầm ha, thì cũng như là chia sẻ của anh Thiện đó bà con, thì cái lúc mà thời gian mà mưa dầm đợt trước phải không anh, đợt trước á thì anh Thiện có xài hai cái sản phẩm này, nhưng mà hôm nay thì em đến đây nè em cũng chia sẻ anh thêm nha anh Thiện ha. Thì tới cái cử thứ ba này khi mà bông nó sắp sổ nhị á, anh hạn chế á, là anh sẽ tăng cường cái này lên cho em, Tăng cường lần này với dưới hàng này luôn ha. đúng rồi, anh sẽ tăng cường bộ ba này lên cho em một lần nữa, tại vì khi nè khi mà mình tăng cường cái bộ ba này vô á là nó cái thằng bo can canxi bo là bà con biết rồi, canxi bo là nó là dây cuốn, nên nói nôm na thôi, nói về cho nó dễ hiểu cho nó thông dụng á, thì canxi bo là bà con nhớ đến vấn đề dây cuốn, nó làm dẻo dai cái cuốn đi và nó sẽ hạn chế cái rụng cho mình, thứ nhất. Thứ hai nữa cộng với cái nano gold và cái siêu kali kẽm, thì ba thằng này nó phối hợp đồng bộ trong cái giai đoạn này nè bà con. Từ Đây bông nhỏ tới bông lớn đúng nè, rồi, đây nè, thời đây gian qua đây quay này giùm con, giùm út
đây nè ha bà con ha, đây nè, nó sẽ phối hợp đồng bộ thì nó sẽ cho ra những cái hoa như thế này ha bà con ha, rất là đẹp luôn. Mà nói chung nè, cái này nè nó giữ được nè bà con nhìn ha, cái cuốn nè, cái cuốn nó rất là dày ha anh thì cuốn rất là dày. Ông ơi, cuốn nó xanh luôn, xanh mà dày nữa nè, xanh mà dày luôn đây nữa nè, nè đó nè bà con thấy không, rất là hiệu quả luôn. Chỗ anh Thiện là làm cái vườn màu vườn mặn này là phải nói là tuyệt vời luôn. Thì anh Thiện ơi, cái này mình cái dự kiến của mình đó anh, thì cái này mình khoảng theo như mà cái như vậy nè thì khoảng tầm tháng mấy mình mới có mặn mình bán anh ha. Như cái tớp xả nhị nữa, tớp này 20 ngày nữa mình hái rồi nè. Vậy đó 20 ngày nữa hả? Dạ. Thì cái tầm xả nhị là 20 gì này? 20 ngày. 20 ngày ha. Dạ. Rồi. Còn cái tớp này là 40 ngày. Vậy đó cái này là 40 ngày. Dạ. Thì thường thường cái quy trình của cái An Phước thì theo em được biết đó, thì nó khoảng chừng 3 tháng mấy. Là đúng mình rồi, mình có thể là mình thu hoạch được rồi, ha. Nó ra như cái chặng này nè, chặng này là 3 tháng mình hái nè. 3 tháng mình hái ha. Dạ. Chặng này là 3 tháng mình hái đó. Dạ. Nè. Đó như cái cái chặng này có 3 tháng mình hái đó. Cây bên này cũng quá đẹp luôn ha, để anh đây ra qua vườn Úc đi. Rồi có thể qua đây qua bên cây này không vườn Úc. Ồ cây này cũng đẹp quá trời luôn nè. Đây nè bà con. Trời, đây chậm, nè, đây qua đây. Quay chậm. Nè nè nè. Cô bác là thấy. Nè kính thưa bà con thấy không? Nó phức, nó hơi phức. Đây nè. Ngồi xuống mình quay lên đó. Đây nè, ngồi xuống quay lên giùm em ha vườn Úc. Rồi. Đó bà con thấy anh Thiện làm rất là tuyệt vời. Cái này là hôm đó là hái dứt điểm là ngay cả 20 tháng 5 luôn, 20 tháng 5 mình luôn nha. 20 tháng 5 mình ha. Âm lịch chứ không phải là của 20 tháng 5 lịch đó là bữa nay 17 tháng 7 mình rồi. Rồi. Là cũng như là mình kích gọi lên quay là khoảng cả 20-30 ngày nó ra luôn đó. Rồi. Tới bữa nay. Thì như thế này nè bà con, thì sau đây thì em cũng nói với anh Thiện như thế này ha. Chút xíu nữa em quay xong này, anh lấy cái bộ ba này, anh đánh luôn. Đánh luôn trong cái giai đoạn này luôn. Thì anh đánh khoảng chừng 10 ngày sau em quay trở lại, em sẽ quay thêm cho bà con một lần nữa cho bà con mình nắm rõ hơn về cái quá trình mà của cây mặn của anh Thiện đang làm mà nghịch hết bà con ha. Rồi một lần nữa thì em cũng nhắc lại nha bà con ha, đây là bộ ba ha, bộ ba tại cửa hàng Ngọc Nông, thì đây là làm mặn nghịch mùa để giữ bông ha bà con ha. Bộ ba này là cô con như chiều cà ly kẽm canxibo mà anh thấy cái bộ ba này mình pha trộn với tất cả các thuốc sâu thuốc bệnh khác, anh thấy nó có đóng cục hay là nó có bị gì không anh? Không, nó thấy nó cũng hòa tan dễ lắm chứ nó không có bị ức chế bồng con chứ. Dạ vậy em cảm ơn anh, nhưng mà mình phải quậy cái nào theo cái nấy, đừng để nước ít mà đừng nhậu vô cái một đó. Ví dụ như mình bơm vô cái một là đủ 700 lít nước, để thằng này tôi quậy trước nè. Quậy rồi mới đổ thằng này vô, quậy đều mới tới thằng này. Không phải đổ nhậu cái một. Em cảm ơn anh Thiện. Kính thưa bà con, thì trong công việc thì mình làm mặn nghịch mùa bà con, thì thật sự mà nói luôn nó cũng là mang một tính chất là kỹ thuật, và bên cạnh kỹ thuật đó thì mình còn một cái rủi ro nó cũng cao đó bà con. Thì cho nên là trời mưa bão, thì cái tháng mưa tháng bão thì nó là rất là khó giữ. Thì nhờ có cái bộ ba này nè bà con, thì anh Thiện cũng chia sẻ, thì cũng kính mong bà con là hãy chia sẻ dùm để cho bà con mình biết nhiều hơn nữa về bộ ba này hết bà con ha. Thì tại cửa hàng Ngọc Nông, Thống Đốc Cần Thơ. Và sau đây thì em cũng xin kết thúc video thì em cũng thay mặt cho đại lý Ngọc Nông và kính chúc tất cả bà con mình trên mọi miền thì có một sức khỏe dồi dào và một năm trúng vụ và đăng ký và trúng mùa được giá luôn, trúng mùa được giá luôn ha. Rồi chúc bà con trên mọi miền ai có trồng mà ăn phước mình, nếu mà thấy video này cứ nếu có ai thích thì chia sẻ rồi chứ nếu mà cái kỹ thuật vậy có đạt thì bà con cứ làm theo, thích thì làm theo rồi tùy ý. Rồi con xin cảm ơn bà con ha, rồi chào anh Thiện ơi.